V-League 2023, câu lạc bộ Viettel lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng. Câu lạc bộ Viettel bỏ lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng V-League 2023 khi bị đội Bình Định cầm chân vào tối qua ngày 1 tháng 8. Ở trận đấu sớm vòng 4 nhóm A, giai đoạn 2 V-League 2023, câu lạc bộ Viettel có cơ hội tạm chiếm ngôi đầu bảng khi tiếp Bình Định trên sân nhà hàng đẩy. Dù chơi ép sân và có nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng Hoàng Đức và đồng đội không tận dụng được nên đành chia điểm trong trận đấu không bàn thắng. Hòa đội cuối bảng nhóm A, Viettel vươn lên nhì bảng với 29 điểm, cùng điểm với câu lạc bộ Hà Nội và Thanh Hóa. Hôm nay 2 tháng 8, các đội nhóm A sẽ quyết đấu để tranh ngôi đầu bảng. Câu lạc bộ Hà Nội có lợi thế vì tiếp Hải Phòng trên sân hàng đẩy. Tuy nhiên, đội bóng thành phố Hoa Phượng Đỏ không dễ bắt nạt khi họ vừa thắng câu lạc bộ Công an Hà Nội, CAHN, ở vòng đấu trước. Vì thế, câu lạc bộ Hà Nội cần phải chơi với phong độ tốt mới có cơ hội lấy trọn 3 điểm. Câu lạc bộ CAHN gặp đôi chút bất lợi khi làm khách trước câu lạc bộ Nam Định. Nếu không thắng được trận này, câu lạc bộ CAHN sẽ gặp nhiều khó khăn ở cuộc đua vô địch. Ở trận đấu còn lại, câu lạc bộ Thanh Hóa cũng có cơ hội lên ngôi đầu nếu giành chiến thắng trước chủ nhà Hà Tĩnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.